Vâng, em Tùng Nguyên xin chào tất cả các bác. Hôm nay em gửi xe ở trên bến xe nước ngầm, gửi nhà xe Văn Minh về tỉnh Nghệ An. Những cái linh kiện này để ráp vào loa array. Bác khách này đã mua vỏ thùng một chỗ khác rồi và đặt mua là bát, hai bát 25, hai tép kèn và phân tần, là có nghĩa là sẽ sử dụng là hai bát, hai chép kèn 450 leo. Dòng này là leo chính hãng của công ty Sili. Đây là hàng chính hãng nhá, 10LU303C. Thì các bác nào mà thích em gửi bưu điện thì em gửi bưu điện, còn đâu các bác nào thích gửi xe thì em sẽ nhận hàng nóng luôn ở trong ngày luôn. Mang sơn dầu bóng gân, vải tẩm dầu 3 gân và đít của nó có đôi 4, 6, 8 cái nút để tỏa khí tỏa nhiệt. Đây là dòng leo khối bích 7 màu, hàng chính hãng của công ty. Côn của nó côn 76 và tiếng ca rất là sáng tiếng. Còn tép neo ở đây thì các bác đang được xem là tép neo RCF 450, côn nhựa và dây dẹt. Mẫu tép này tiếng rất là hay và giá thành rất là mềm luôn. Đây là tép leo 450 từ bi. Đấy. Còn phân tần của nó thì đánh 2 bát. À em nhầm. À, phân tần này là 1 bát. Nếu mà lấy cho anh cái phân tần là 860. À, phân tần này em đang lấy nhầm cho khách nhá. Thì phân tần nó cũng giống như này. Nó sẽ có gồm có là 2 bát và 1 chiếc kèn. 1 chiếc kèn thì sẽ giấu lối tiếp ra thành 2 cái chiếc. Bởi vì nó có một đường tép mà thì ta sẽ đấu lối tiếp ra. Đấu lối tiếp. Đấy. Để ra hai đường chiếc. Hai bát một chiếc kèn, còn phân tần này là 820. 820 là một bát một chiếc, còn nó 860 thì là hai bát một chiếc, nó sẽ có giống như này. Các bác lưu ý cho em là như thế. Và cái phân tần này nó sẽ có cả bo chống cháy. Các bác nhé. Anh em lưu ý cho em là em đang lấy nhầm phân tần là một bát một chiếc, nhưng tí nữa em sắp bộ có model là 860 thì nó sẽ là 2 bát 1 chiếc. Đấy. À, em sẽ gửi xe trên bến xe Văn Minh và hộp phân tần của nó thì nó nguyên bộ như thế này. Đấy, nó nguyên bộ như thế này, là hàng hãng của công ty SH các bác nhé. Chất lượng âm thanh của nó cực kỳ đỉnh luôn. Đấy. Bát 2525 rất nhiều đôi và tép kèn. Dòng sản phẩm này đánh tiếng rất hay. Các bác có nhu cầu quan tâm đến dòng sản phẩm loại dựng nó array đôi 25 mà dựng 2 bát 1 2 bát 2 kèn, hãy liên hệ trực tiếp cho cửa hàng Tùng Nguyên Audio để đặt mua linh kiện, hàng đẹp chất lượng cao các bác nhé.